Xin chào các bạn, mời các bạn đến với bản tin bóng đá buổi sáng ngày 16 tháng 5 trên báo Giáo dục Thời đại. Tuyển Đức công bố danh sách dự ở Euro 2024, loạt tài năng nổi tiếng có tên. Tham dự Euro 2024, tuyển Đức sẽ trình làng một loạt tài năng nổi tiếng. Đội tuyển Đức tham dự Euro 2024 với tư cách đội chủ nhà, 3 lần vô địch và 3 lần á quân là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của đội bóng này ở giải đấu năm nay. Đội tuyển Đức hiện được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trẻ tuổi đầy tài năng Julian Nagelsmann và đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ phía người hâm mộ. Tham dự Euro 2024, tuyển Đức sẽ trình làng một loạt tài năng, trong đó bộ đôi ngôi sao của Real Madrid, Rodriger hay Kimmich của Bayern Munich là trong những trụ cột không thể thiếu. Năm 2024 sẽ chính thức khai mạc. Euro 2024 sẽ chính thức khai mạc vào 14 tháng 6, 2024. Ngay sau đó, trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Đức với tuyển Sikonen diễn ra tại sân vận động Munich Football Arena. Các trận đấu tại vòng bảng sẽ diễn ra từ 15 tháng 6 đến 27 tháng 6. Vòng đấu loại trực tiếp sẽ bắt đầu từ 29 tháng 6 đến 15 tháng 7. Dự kiến sẽ có 10 sân vận động thuộc 10 thành phố của nước Đức tổ chức các giải trận đấu tại vòng chung kết Euro 2024. Danh sách đội tuyển Đức hiện đã công bố 18 cái tên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin thời gian tới. Đây là danh sách dự kiến của đội tuyển Đức tham dự Euro 2024. Thủ môn Manuel Neuer, một thủ môn này cũng không còn lạ gì nữa. Ông làm cầu thủ Manuel Neuer là làm chủ khung gỗ của đội tuyển Đức bao nhiêu năm nay. Manuel Neuer ở Bayern Munich, hậu vệ Robin Koch, Eintracht Frankfurt, Joshua Kimmich, Bayern Munich, Maximilian Mertesacker, Stuttgart, Antonio Rüdiger, Real Madrid, Jonathan Tan, Bayern Leverkusen, Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund. Tiền vệ Robert Anlich, Bayern Leverkusen, Furich, Stuttgart, Incunogan, Barcelona, Burkhard Gun, Angende, Brighton, Alexander Porovic, Bayern Munich, Noris Sané, Bayern Munich, David Ram, Leipzig. Tiền đạo hai Kai Havertz, Arsenal, Niklas Klung, Borussia Dortmund, Thomas Müller, Bayern Munich, Dennis Uran, Stuttgart. Đó là danh sách dự kiến toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Đức tham dự Euro 2024.